đất đai nói ngoài tung thân ra. Cổ huyền thất tổ phổ màu sắc đã thành năng. Ba phúc đại quân tô minh thầy ngồi ba ma bình lại.
bình thân gia. Thank you.
vì cha mẹ là người mong thức uống tầm mùa cao. Khi con ngủ thì cha mẹ là người ác thú con. Thank you.
Giờ tôi xin thay mặt gia đình cha tôi Nguyễn Văn Sinh đã
cơn bệnh ngặt nghèo, gia đình hết lòng chạy lo thuốc thang và y bác sĩ điều trị, nhưng cơn bệnh không giảm nên cho tôi đành rút hơi thở cuối cùng vào lúc 21:20 nhằm ngày mùng 3 tháng 10 năm Quý Mão. Cha tôi hưởng thọ 75 tuổi. Đây là sự mất mát lớn của gia đình mà không bao giờ kiếm lại được. Nhận được tin buồn đó, bà con cô bác thân bằng quyến thuộc chẳng ngại đường xá xa xôi, nhín chút thời gian quý báu để đến thắp nén hương lòng tịnh tài và cầu nguyện cha tôi sớm cao đăng đức Phật. Những thâm tình đó tôi xin tạc dạ ghi lòng không bao giờ quên. Chút lát nữa đây cha tôi đến nơi ăn nghỉ, xin mời cô bác anh chị em tận tình giúp đỡ để đưa đón cha tôi đến nơi ăn nghỉ cuối cùng. Xin mời cô bác trở lại gia đình để dùng chén rượu đậm đà chung tình thân mật. Gia đình xin cảm tạ. Trong lúc tăng gia bối rối có điều chi, xin ông bà thứ lỗi, tăng gia đồng cảm tạ. Thank you.